Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ cùng các em đi ôn hè toán 3. Có một bài tập của phụ huynh có gửi ở trong nhóm học toán 3 kết nối. Đề bài có nội dung như sau: một hình chữ nhật có chiều dài bằng 21 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài, và đề bài yêu cầu chúng ta tính chu vi của hình chữ nhật đó. Với tất cả những bài toán văn đố như thế này thì khi giải bài toán, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu hỏi của bài toán. Đề bài đang yêu cầu chúng ta tính chu vi và chu vi của hình chữ nhật. Vậy khi đó chúng ta cần phải nhớ tới công thức tính chu vi của hình chữ nhật. Nó sẽ bằng cái gì các em? Đúng rồi, nó bằng chiều dài ký hiệu A, chiều rộng ký hiệu B và nhân với 2. Sau đó chúng ta sẽ xem đề bài cho những cái yếu tố gì. Đề bài cho chiều dài bằng 21 cm. Vậy chúng ta có chiều dài chưa các em? Chiều dài bằng 21 cm. Chiều rộng có chưa? Đề bài nói gì về chiều rộng? Đề bài bảo rằng chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng chiều dài bằng một đoạn thẳng chiếm một đoạn thẳng chia làm 3 phần thì chiều rộng sẽ chiếm 1 phần. Chiều dài tương ứng với 21 cm. Như vậy thì chiều rộng sẽ bằng 21 chia 3 các em ạ. Vậy các em có tính được chiều rộng không? Chiều rộng sẽ bằng 21 chia 3 và bằng 7 đơn vị cm. Vậy biết chiều dài, biết chiều rộng, các em có tính được chu vi không? Tính được đúng không? Vậy bước đầu tiên chúng ta phải đi tìm chiều rộng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày bài toán. Trong bài tập này, đề bài cho chiều dài bằng 21 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Do đó chiều dài thầy sẽ chia thành 3 phần bằng nhau và chiều rộng tương ứng bằng 1 phần. Như vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm chiều rộng của hình chữ nhật. Chiều rộng của hình chữ nhật chúng ta sẽ bằng 21 chia 3 bằng 7 cm. Biết chiều dài, biết chiều rộng, chúng ta tính được chu vi của hình chữ nhật. Chu vi của hình chữ nhật sẽ bằng chiều dài 21 cm cộng với chiều rộng 7 cm. Các em nhân với 2 bằng 21 cộng 7 bằng 28. 28 nhân với 2 chúng ta được kết quả bằng 56 đơn vị cm. Đóng trong ngoặc các em nhé. Và chúng ta đáp số bài toán 56 cm. Các em để ý này, kết quả bằng 56 thì chúng ta đóng trong ngoặc cm, nhưng phần đáp số thì chúng ta sẽ không đóng ngoặc các em nhé, bằng 56 cm. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong một bài toán về chu vi của hình chữ nhật. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Xin chào.